Alo, chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình tiếp tục chiến đấu trên con game tài xỉu online, vừa chơi vừa chia sẻ cho anh em một số cái mẹo bắt cầu nhá. Mở đầu video mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game khi mà anh em không tải được. Đó, rất nhiều trường hợp là anh em bấm vào link tải là không tải về được. Thì anh em làm theo cái hướng dẫn như thế này. Đối với anh em sử dụng hệ điều hành Android á, thì anh em vào mục cửa hàng Set Play. Còn anh em sử dụng iPhone á, thì anh em vào mục App Store nhá. Ở trên cửa hàng Set Play, anh em tìm kiếm cái ứng dụng có tên là 1.1.1.1 như thế này. Đó, mình cũng đã tìm kiếm rồi và mình cũng đã tải về trước đó rồi. Anh em tải về rồi thì anh em mở cái ứng dụng đó lên nhá. Đây, khi mở thì nó sẽ có giao diện như thế này. Và anh em bật cái công tắc này lên này. Đó, nó màu cam như thế là được. Anh em chờ một lúc, sau đó anh em quay sang cái đường link, anh em bấm tải con game về. Tải về là chiến thôi anh em. Rồi hôm nay vốn mình đang có khoảng tầm là vốn đang có khoảng 20 củ nhá. Kiếm lấy tầm độ vài củ đang nghỉ anh em ạ. Cầu đang đi bệt. Cầu đang đi bệt anh em ạ. Thử bắt bệt một tay nhỉ, làm 3 củ đi. Để xem thế nào nhá, liệu hút được không đây. Cầu bệt đẹp anh em ạ, cầu bệt đẹp này. Cầu bệt đẹp luôn. Đẹp đấy. Vẫn là tài anh em ơi, vẫn cứ là tài. Rồi ok đấy nhỉ. Vẫn cứ là tài. Nét ngay có cái gì đâu anh em. Nét căng 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 ngay. Rồi, cầu này thì sẽ tiếp tục đánh bệt đi, làm 3 củ nữa. Kiếm khoảng vài củ là nghỉ anh em ạ. 420 củ để mà chắc ăn thì chốt lãi tầm 1 2 củ thôi. Đấy là một cái mức lãi gọi là nó an toàn anh em ạ. Có thể là anh em gặp cầu đẹp kiếm nó dễ các bạn, nhưng mà gặp cầu xấu ấy thì giữ được cái mức vốn cũng rất là khó đấy anh em ạ. Nên là khi anh em chơi bất kể con game nào cũng vậy thôi, cân nhắc cái cách đi tiền làm sao phù hợp với mức vốn nhá. Rồi để xem tay này hút được không đây. Chết rồi, nặn thế này thì hỏng 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 bét rồi. Nặn thấy hai con một là hỏng. Cay nhỉ. Xem lại cầu đã anh em ạ, không thể ẩu được cái cầu này, vẫn đánh cầu thuận đi. Rồi làm 3 củ tiếp. Cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em. Không đi đâu mà phải vội cả. Để xem húp được hay không nhá. Quả này nó mà đi cầu 1-1 nữa là khó đấy anh em ạ. Nó mà sang tài nữa là lại khó xử lý đấy. Chết tôi rồi. Hỏng hình rồi. Hỏng hình nhờ. Xem lại cầu đã anh em ạ. Có thể nó sẽ đi cầu ngắn đấy. Quay sang bắt cầu 1-1 đi. Rồi. Để xem thế nào nhá. Quay sang chiến cầu 1-1 thôi anh em ạ.
đẹp ngay. Lại gỡ lại ngay, có gì đâu anh em. Tiếp tục đánh tài nào anh em ơi. Làm 3 củ. Cứ bình tĩnh mà chiến anh em ạ. Cầu này thì sẽ đánh cầu nghịch là thích hợp. Đánh cầu nghịch là thích hợp đấy nhỉ. Trước đó thì nó bệt tài như vậy rồi thì mình nghĩ là có thể là sẽ đi vài tay 1-1 nữa, mà cũng chẳng biết thế nào đâu, có khi nó lại sang thì phải, thì không phải không ạ, nó đứng thì sao phải không ạ, có thể nó đứng thì sao phải không sang đi đủ mã 6-3-1, cày thế nhỉ, đánh tức nhất là kiểu này anh em ạ. Nó nặn mẹ đây, 1-3 trước thì nó đỡ, này nó nặn kiểu 6-3 ra 1, cay cú vãi nhờ. Mẹ quay sang đánh đứng mẹ đi, làm 7 củ nhá, rồi quyết định làm 7 củ anh em ạ. Lúc thì đứng, lúc thì nghịch, cũng chẳng hiểu cầu kèo kiểu gì đây. Quay sang đánh bệt luôn, sợ gì, cầu này vẫn còn vốn là vẫn còn cơ hội anh em ạ, còn hết vốn mới là hết cơ hội. Chết rồi. Chịu thật cầu này rồi, bó tay chấm com luôn. Bó tay chấm com anh em ạ. Còn gì để mà mất nữa, không all in. Khó đấy nhỉ, đâu phải là lúc nào cũng dễ đâu anh em, cầu nhiều khi nó đi rất là khó chịu đấy. Nên là anh em phải chịu khó mà kiềm chế lại. Thường thường thì gặp cầu nát rất là cay cú anh em ạ nhỉ. Quả này không ăn được nữa thì toang. Toang 20 củ. Toang 20 củ anh em ạ. Thôi không sao, hôm nay mục tiêu mà không thành hiện thực thì để nghỉ một vài giờ anh em ạ, sau đó lại bắt đầu chiến tiếp. Rồi lại về bờ ngay, có cái gì đâu anh em. Về bờ rồi anh em ơi. Khó chiến đấy nhỉ. Rồi ok. Nghỉ nhá anh em nhá, không chơi nữa. Cầu này khó bắt đấy anh em ạ. Rồi hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá.